Xe đặc biệt quá, xe đặc biệt quá. Các bạn thấy chiếc xe này vô cùng đặc biệt phải không? Dùng cần cẩu còn một bên bánh á, là nó có cái bộ trơi nè. Đây một bên bánh có bộ trơi nè. Cái này mình chở gỗ hả? À? À dây điện hả? À. Ô chế cái này hay quá ha. Xài bộ trơi rồi nữa. Cái chiếc này là làm hết bao nhiêu tiền? Không biết nữa. À. Mình chạy cho họ hả? Của công ty hả? Ồ, làm hay ha. Xài cái bộ trơi rồi ngay đây nè. Này nó chở được 4 cây trụ 4 à. 4 cây trụ điện á. Dễ sợ ha. Cái này mình ở đâu lên? Ở Bảo Lộc lên hả? À. Ôi. Khi nào ấy là mình bỏ đá ở đây hả? Cái này để chở mấy điện dây rồi bỏ à, trước. À vậy hả? Ồ làm dễ sợ quá ha. Quá dữ. Cậu được tấn rưỡi, à, cậu được tấn rưỡi hả? Là ở phía trên cái sàn nó là mình bỏ được 4 cái trụ. 4 trụ, một trụ là bao nhiêu ký? Không biết nữa. À, 4 trụ nữa chắc lụ cả tấn nữa chứ. Tấn có thừa hả? Hả? Trụ tấn có thừa chứ. 4 trụ là 4 tấn mà mình để lên đó mình ngồi mình không sợ hả? Hả? Bình thường hả? Để sao cho nó cân là được. À. Nặng sau nặng thì nó dỡ đầu mà à. Quá nặng ở trước thì à. Nó xẹp bánh trước chạy không được. Với lại cái độ mà nó giãn dài ra thì nó cũng không chia cái mà cái trọng lượng ra ha. Nó có rớt thì rớt qua hai bên. Rớt thì không rớt được. Mình cùng, à, mình cùng lại hả? Mà chở thấy cũng ớn ấy chứ ha. À nó chịu lực cũng ghê chứ ha. Hai cái bánh trước tí tẹo vậy mà. Cái trời kia là sao mình mắng vô mình kéo trụ ra hả? À để kéo dây. À để kéo dây. Hỏng bánh lên kéo dây. À mình đội hỏng bánh lên. Rồi mình gác mình kéo sợi dây điện cho nó chạy về. À có lý ha. Giờ mình làm đây hả? Làm đoạn này hả? À. Cái này là tư nhân thầu phải không? À, thầu kéo.